Xin chào ông Nguyễn Minh Cần ạ. Xin ông cho biết là ông có dịp tiếp xúc với ông Hồ Chí Minh trong cái cuộc đời làm việc của mình hay không ạ? Nếu có thì xin ông kể cho biết chi tiết là những cuộc gặp gỡ đó đã diễn ra trong hoàn cảnh nào và ông có cảm nghĩ gì về ông Hồ Chí Minh trong những lần gặp gỡ này? Tôi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến vào năm 1950. Hồi đó, tôi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên, được Trung ương Đảng triệu tập ra hội nghị cán bộ khoảng cuối năm 1950 để thảo luận những vấn đề chuẩn bị cho Đại hội 2 Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là đại hội cho ra đời Đảng Lao động Việt Nam. Thì tôi từ chiến khu Thừa Thiên băng rừng lội suối mấy tháng trời qua các đồn binh của địch len lỏi trong vùng tạm chiếm rồi ra được vùng Thanh Nghệ Tỉnh, lúc bây giờ không có Pháp, coi là vùng tự do, rồi từ đấy len lỏi đi đến chiến khu của Trung ương Đảng ở vùng Thái Nguyên. Ngày đầu tiên chúng tôi đến cuộc hội nghị cán bộ đó thì chỉ có ông Trường Chinh, và ông báo tin hôm sau sẽ có Hồ Chủ tịch đến. Chúng tôi rất là hồi hộp. Đến khi Hồ Chủ tịch đến, anh em đều hoan hỷ hô to Hồ Chủ tịch muôn năm. Thì lúc bấy giờ ông Hồ Chí Minh nói rằng Hồ Chủ tịch muốn nằm. Thì câu nói đó đấy, lúc bấy giờ đối với chúng tôi, những người bao nhiêu năm không có một thông tin nào ngoài cái thông tin của Đảng Cộng sản ca ngợi ông lãnh tụ của Đảng, cho nên câu nói đó nó đồng lòng chúng tôi lắm. Coi như là một người hết sức khiêm tốn, rất giản dị, và cái lòng kính yêu của ông Hồ lúc bấy giờ lại dâng lên. Tôi nói cái điều đó đấy là vì tôi nhớ lại lúc bấy giờ tôi cũng mới ngoài 30 tuổi, không có một cái thông tin nào khác vì hoạt động kháng chiến ở trong vùng chiến khu ngoài những cái thông tin của Đảng Cộng sản. Cho nên cái sự cảm nhận của chúng tôi lúc bây giờ là rất là tự nhiên, mà lòng quý mến đúng là nó xuất phát từ cái chân tình của mình. Còn đến khi mà Đảng Cộng sản tiếp thu Hà Nội thì từ đó, tức là vào tháng 10 năm 1954, thì từ đấy là tôi được tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần. Lần đầu tiên sau khi những người cộng sản tiếp quản thành phố Hà Nội thì ông Hồ Chí Minh có đến tại một cuộc họp các nhân sĩ trí thức của Hà Nội. Trong cuộc họp đó tôi có mặt. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bước vào phòng nơi hội họp đông đảo những nhân sĩ và trí thức và các công thương gia, một điều đầu tiên làm cho tôi ngạc nhiên là ông chỉ vào một vài vị trí thức ăn mặc chỉnh tề, đeo cravat, ông chỉ vào cổ cái thắt, ông bảo thế, cái thắt cổ à? Tức là ông không tán thành cái việc thắt cà vạt của các vị. Đối với những trí thức đã từng tham gia các tổ chức kháng chiến thì việc đó không gây một cái phản ứng nào. Nhưng mà đối với những trí thức trước đây chưa hề được tiếp xúc với Đảng Cộng sản, với những lãnh tù của Cộng sản, thì cái cử chỉ đó đấy làm cho họ rất ngượng ngùng và cảm thấy cái sự khó chịu hiện trên nét mặt họ. Một cái điểm thứ hai nữa là trong cuộc họp đó cũng có nhiều vị lão thành, cụ Doãn Cây Thiện là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc hồi đấy đấy thì cũng đã trên 80 tuổi. Và ông Hồ lúc bây giờ thì trẻ hơn nhiều. Nhưng mà tại hội nghị thì ông không có phân biệt các chú.
các cô, các chú là cái câu nói cửa mở miệng của ông. Cho nên cái đó cũng gây cho một số người chưa hề tiếp xúc cái lối ăn nói như vậy cũng thấy làm lấy làm không được hài lòng lắm. Đó là cái cuộc tiếp xúc đầu tiên với trí thức và nhân sĩ của Hà Nội. Rồi sau này còn nhiều cuộc tiếp xúc khác, nhưng mà tôi chỉ xin kể một cái lần như thế này. Hồi bấy giờ tôi là phó chủ tịch Ủy ban hành chánh Hà Nội, phụ trách về cả tuyên huấn và ngoại thành, vì trước đây tôi là bí thư quận ủy ngoại thành. Thì một hôm đang làm việc thì có điện của anh Vũ Kỳ, bí thư riêng của Hồ Chủ tịch, gọi xuống bảo rằng Hồ Chủ tịch cần đi thăm một cánh đồng ở ngoại thành, 15 phút nữa sẽ đến trước cổng Ủy ban hành chính Hà Nội chuẩn bị người để đưa Hồ Chủ tịch đi. Thì lúc bây giờ tôi là người phụ trách ngoại thành, tất nhiên tôi phải trực tiếp đi. Thì đang làm việc ở trong thành phố cho nên không có mặc veston, nhưng mà mặc quần tây, áo sơ mi trắng đàng hoàng. Đến khi gặp Hồ Chủ tịch thì người mặc bộ đồ nâu, đi dép cao su. Chúng tôi đưa đến hợp tác xã ở Đình Công thì chủ nhiệm hợp tác xã ra đón. Hồ Chủ tịch bảo đưa ngay đến cánh đồng. Và khi đến cánh đồng thì chính Hồ Chủ tịch sắn quần lên, cất dép và lội xuống ruộng. Anh chủ nhiệm lúc bây giờ cũng hốt hoảng, cũng lội xuống theo và thấy Hồ Chủ tịch mân mê những cái rẽ lúa nặng trĩu, thì anh ta cũng đến để nói trình bày vân vân. Và Hồ Chủ tịch nháy mắt cho người nhiếp ảnh đi đi theo mình là anh Đinh Đăng Định, thì anh ta vội vã chụp mấy hình. Một lúc sau đó Hồ Chủ tịch lên khỏi ruộng, rửa chân, đi dép vào và lên xe ô tô đi về. Không có ghé vào hợp tác xã, cũng không nói chuyện gì nhiều, bảo rằng là bận. Sau đó thì bức ảnh Hồ Chủ tịch và có cả tôi lúc bây giờ ngượng ngùng mặc đồ trắng đứng ở bên trên ấy. Và ngày hôm sau bức ảnh đó được đăng lên các báo, và đặc biệt tờ báo ảnh Việt Nam đã đăng lên mấy lần. Thì đó là một cái cuộc gặp gỡ mà làm cho tôi cũng có những cái suy nghĩ. Hồ Chủ tịch luôn luôn muốn biểu lộ cái sự quan tâm của mình đối với sản xuất, đối với nông nghiệp. Chẳng hạn như khi mà ông đến ở Hà Đông, ông cũng tát nước gàu dai cùng với một người nông dân khác, và cái đó cũng được chụp ảnh và đưa lên. Cũng như khi mà phát động phong trào diệt ruồi ở Hà Nội thì chính ông cũng cầm cái vị ruồi, đánh ruồi để mà chụp ảnh. Cho nên những cái điều đấy đấy cho thấy rằng một cái sự hơi khác, không phải là bình thường của một con người bình thường. Ông luôn luôn muốn tỏ lộ ra cái tinh thần gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Thì đó là những lần tiếp xúc của tôi và cảm nghĩ của tôi nó như vậy. Là bây giờ sau nhiều năm, cảm nhận của tôi đối với ông Hồ Chí Minh không còn như trước nữa. Dạ thưa ông là người đầu tiên đã tiết lộ về số phận của cô Nông Thị Xuân, một người vợ bán chính thức của ông Hồ Chí Minh. Xin ông kể lại sự việc này một cách chi tiết cho mọi người được rõ ạ. Thưa cô, tôi không phải là người đầu tiên tiết lộ việc ông Hồ Chí Minh có người vợ bán chính thức là cô Nông Thị Xuân, mà chính người đầu tiên là tờ báo bí mật Người Sài Gòn, tiếng nói của nhân dân thèm tự do ngôn luận. Hồi cuối năm 1996 là đã nói đến vụ Nông Thị Xuân và
Người con trai là Nguyễn Tất Trung, đó là con trai của ông Hồ Chí Minh và bà Nông Thị Xuân. Điều tiết lộ đó được viết trong bài gọi là Viết cho Đào Duy Tùng. Cố nhiên, trong bài của người Sài Gòn chỉ nói qua vài nét sơ sài, còn tôi vì trước đây cũng đã biết đến sự việc xảy ra tháng 2 năm 1957 với bà Nông Thị Xuân, cho nên do có được một số tài liệu cụ thể, tôi mới mạnh dạn viết cái điều này để cho dư luận được tỏ tường. Tôi còn nhớ vào khoảng tháng 2 năm 1957, thì trong lúc tôi đang làm việc ở Ủy ban Hành chính Hà Nội, lúc bây giờ tôi là Phó Chủ tịch, thường thì tôi đi các địa phương, nhất là ở ngoài thành, nhưng một hôm đó tôi phải thường trực, thì đang lúc làm việc thì có anh Quốc Hùng, cũng là một ủy viên ở trong Ủy ban Hành chính Hà Nội, phụ trách về văn phòng, vào báo cáo với tôi: "Thưa anh, có một việc xảy ra." Tôi hỏi: "Việc gì?" Thì anh ta bảo rằng có một người đàn bà bị xe ô tô cán chết ở trên đường Nhật Tân. Trong lòng tôi thấy ngạc nhiên, sao cái chuyện như thế này mà lại báo cáo với tôi làm gì? Là vì chuyện xe ô tô cán người là chuyện xảy ra thường ngày ở Hà Nội, có gì lạ đâu. Nhưng mà tôi ngồi im suy nghĩ. Trong lúc đó thì anh Quốc Hùng nói tiếp: "Có lẽ không phải là ô tô cán chết người, hình như là giả vờ như vậy thôi, mà chiếc ô tô này lại chạy từ Chủ tịch phủ." Thì lúc bây giờ tôi mới thật là chú ý để nghe anh nói chuyện. Thì theo anh kể thì đó là một chiếc xe ô tô mang một người hình như đã chết ra đến đường Nhật Tân, vứt ở đấy, làm như bị ô tô cán chết. Tôi lúc bây giờ không nghĩ rằng cái việc này xảy ra là do các quan chức, các cán bộ cao cấp nhất của Việt Nam, mà chắc là trong óc của tôi nghĩ đây là những cái tay nhân viên, bảo vệ viên gì đấy làm bậy mà gây ra sự hy sinh thầy. Nhưng mà tôi cảnh giác là vì một nguyên tắc mà Trung ương đã định là những việc thuộc về công an và thuộc về cấp trên thì bí thư thành ủy giải quyết, thành ủy và ủy ban hành chính không có liên quan đến gì việc đấy. Cho nên tôi nói ngay với anh Quốc Hùng, việc này hệ trọng, cần phải báo cáo với anh Trần Dân Tuyên, lúc bây giờ là bí thư thành ủy Hà Nội, đồng thời là phụ trách các công việc nội chính. Còn chúng ta thì biết vậy, vì vậy thế cho nên hôm nay anh đi báo cáo ngay với anh Trần Dân Tuyên. Sau đó tôi hỏi Quốc Hùng đã báo cáo chưa, Quốc Hùng bảo rằng tôi đã đến gặp anh Tuyên báo cáo rồi. Anh Tuyên bảo sẽ gặp anh Thân, tức là Lê Quốc Thân, Giám đốc Công an Hà Nội, để thảo luận cái vấn đề này. Thì tôi cho là việc xong. Mấy ngày hôm sau gặp Trần Dân Tuyên, tôi hỏi đã xong chưa, việc này như thế nào? Thì Trần Dân Tuyên bảo đã báo cáo lên trên rồi. Thôi việc đấy là xong. Hình như anh ta không muốn nói thêm gì về cái việc đó nữa với chúng tôi. Nhưng mà trong lòng tôi từ năm 1957 là luôn luôn có suy nghĩ có một cái chuyện gì mờ ám vô cùng, nhưng mà không biết tìm ở đâu. Mãi đến sau về sau, trong một dịp gặp anh Vũ Thư Hiên hồi tháng 7 năm 1993, thì tôi đem cái chuyện đó kể với Hiên. Có cái việc này mình rất băn khoăn suốt bao nhiêu năm nay, có một cái gì, chuyện gì khuất tất hết sức
là bất công. Thì Hiên nói rằng, anh ạ, chính tôi cũng biết cái chuyện này. Anh ạ, khi mà nghe tôi kể thì anh ạ, tỏ ra vui mừng. Dường như thêm một người biết cái chuyện thâm cung bí sự này nữa. Cho nên anh nói rằng, không phải chiếc xe đó chạy từ chủ tịch phủ phóng ra đâu, mà từ phố hàng bông thờ nhuộm đi lên. Tôi nói rằng chính là quốc hùng nói với tôi như thế, thì tôi biết như vậy, còn thực hư như thế nào tôi không thể nào kiểm tra được. Anh Hiên kể cho tôi nghe, có một hôm thân phụ của anh Hiên, và anh ấy gọi là ông cụ, bảo tôi lên xe, chúng tôi đi lên Hồ Tây, rồi theo đường Quảng Bá đi lên đường Nhật Tân, chỗ làng Đào. Thì anh mới kể tiếp, dừng xe lại, hai bố con ra xe, ông cụ dẫn anh đến một đoạn đường, hình như một bên ấy có rặng ổi, đúng là bên cái trên đường Nhật Tân có rặng ổi thật. Rồi bảo, con ơi, con nhớ lời bố rằng đây, tại đây đánh dấu một vụ án mạng, một vụ oan khúc khủng khiếp, mà Trần Quốc Hoàng lúc bấy giờ là ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Bộ Công an, là chính dân thủ phạm, con hãy ghi nhớ và khi có dịp thì nói lên sự thật. Thì câu chuyện nó đại để như thế này, có một chị nữ thanh niên người Nùng ở Cao Bằng tên là Đông Thị Xuân, hồi đó được đưa đến để phục vụ nhai nhảy, chịu phục vụ Bác Hồ, và cô đưa thêm một người em nữa là Nông Thị Vàng và một cô em họ nữa về Hà Nội. Và khi về Hà Nội thì người ta đổi họ của cô từ họ Nông sang họ Nguyễn. Thì việc đó thì không có khó khăn gì đối với công an cả. Sau đó một thời gian thì cô Xuân đẻ một đứa con, người ta gọi là đẻ cho bác một đứa con, tức là bác là bố đẻ của đứa con này, tên là Nguyễn Tất Trung. Rồi sau đó Trần Quốc Hoàng hiếp cô Xuân tại phố hàng bông nhuộm, tức là hàng bông thờ nhuộm, rồi giết chết và bày trò ô tô cán người tại Nhật Tân để lấp liếm tội ác. Sau khi cô Xuân bị giết thì cô em là Nông Thị Vàng chạy về Cao Bằng thì cũng bị giết luôn để bịt đầu mối, và người em họ của cô Xuân cũng không thoát khỏi bàn tay bầm đẫm máu. Sau này chính người yêu của cô Vàng đã viết thư tố cáo hung thủ. Trong cái thời kỳ mà tôi đã ở nước Nga rồi thì tôi luôn luôn tìm cách hỏi anh chị em, thì cũng có những người cho biết thêm những chi tiết, nhưng mà tôi không dám nói cái điều đó lên một cách công khai được. Chỉ mãi đến khi mà nhận được tài liệu đầy đủ, tức là bức thư của chồng chưa cưới của cô Vàng gửi cho ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kể lại tất cả đầu đuôi sự việc, và thứ hai là bức thư của một số thương binh bạn chồng cô Vàng cùng gửi cho ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng gửi cho ông Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ông Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, và ông Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Thì khi có những cái tài liệu đó ở trong tay thì tôi mới dám viết một bài để đăng lên công bố cho dư luận. Bài đó tôi viết vào ngày
10 tháng 3 năm 1997. Ngoài cô Nông Thị Xuân thì chúng ta được biết là ông Hồ Chí Minh còn có thêm ít nhất là một người vợ chính thức nữa, đó là bà Tăng Tuyết Minh mà ông đã lấy ở Trung Hoa vào năm 1925. Tuy nhiên, trong tất cả những tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đều không nói gì đến chuyện vợ con của ông Hồ Chí Minh cả. Vậy theo ông, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam và chính ngay cả ông Hồ Chí Minh lại muốn che giấu sự thật này thưa ông? Thưa cô, thật ra thì ngoài Nông Thị Xuân và bà Tăng Tuyết Minh thì ông Hồ theo dư luận thì cũng còn có những cái người phụ nữ khác nữa. Tôi muốn nói là người ta nói nhiều đến bà Nguyễn Thị Minh Khai và chính mắt tôi cũng trông thấy trong lời khai của bà Nguyễn Thị Minh Khai lúc bấy giờ lấy tên là Phan Lan, đấy là mật danh của bà. Trong lời khai với quốc tế cộng sản thì ở cái mục hoàn cảnh gia đình ấy, thì có ghi đã lấy chồng, mở ngoặc Nguyễn Ái Quốc và gạch bỏ đi cái chữ Nguyễn Ái Quốc là vì nguyên tắc bí mật không công bố cái tên chính và đề chữ Lin là mật danh của ông Hồ Chí Minh với quốc tế cộng sản. Và chính mắt tôi thấy ở trong kho lưu trữ của quốc tế cộng sản có cái tài liệu đó, và cái tài liệu đó cho đến bây giờ tôi còn có được, người ta cho một cái bản photocopy và giữ ở trong máy vi tính. Và chúng tôi cũng được biết rằng cái bản đó cũng có nhiều người Việt Nam đã có ở trong tay, kể cả các vị ở trong Bộ Chính trị của Đảng. Ngoài ra theo dư luận thì ông Hồ Chí Minh còn có một người vợ ở Trung Quốc nữa. Người này là cô em của vợ ông Lâm Đức Thủ. Vợ của Lâm Đức Thủ cũng là người Trung Quốc. Ông Hồ Chí Minh và Lâm Đức Thủ rất là thân thiết với nhau, cùng hoạt động cộng sản. Và ông Lâm Đức Thủ cũng biết rất nhiều chuyện bí mật của ông Hồ. Nói thật ra thì tôi không được biết một cách cụ thể, chỉ nghe những anh em cán bộ cao cấp kể lại. Và trên báo Thông Luận cũng đã có đăng cái chuyện này. Và ông Lâm Đức Thủ về sau đấy, thì khi mà Đảng Cộng sản nắm được chính quyền rồi thì ông bị buộc tội là gián điệp và bị xử tử. Vì thực ra cái tội gián điệp mà chúng ta thường thấy Đảng Cộng sản buộc tội cho những người khác thì nó đúng đến mức nào thì khó mà phán đoán. Ngoài hai người phụ nữ mà cô nói đến thì cũng còn có những người khác nữa. Thế nhưng mà một cái điều mà chính cô hỏi, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam và chính ngay cả ông Hồ Chí Minh đều hết sức che giấu cái quan hệ nam nữ của mình. Thực ra đối với con người bình thường thì cái vấn đề quan hệ nam nữ, quan hệ sinh lý là một cái chuyện thông thường, không ai coi cái việc đó là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà chính là vì ông Hồ Chí Minh hay Bộ Chính trị Đảng Cộng sản muốn đặc biệt nhấn mạnh là cái lòng hy sinh vì nước, vì dân của ông Hồ Chí Minh cao cả đến mức là ông không nghĩ đến gia đình, vợ con gì cả. Nhưng mà chính cái sự che giấu đó nó trở thành một sự lố bịch, vì rằng càng che giấu, càng lòi ra thì cái hình ảnh của một người suốt đời tận tụy vì nước, vì dân, không nghĩ đến gia đình trở thành ra
cái hình ảnh dối trá, cái tai hại của cái việc giấu những cái chuyện như thế, nó làm cho người ta thấy rõ cái sự không thật, cái sự giả dối. Bộ chính trị của Đảng Cộng sản thì lại là một trong những người để mà giúp ông che giấu thêm cái sự thật. Nhưng qua đây thì tôi thấy đối với Nguyễn Tất Trung, con của ông Nguyễn Tất Thành, tức là con của ông Hồ Chí Minh, thì tôi thấy tôi rất là đau buồn cho ông ta, cho Nguyễn Tất Trung. Vì rằng sinh ra người bố của ông thì lại không thừa nhận ông, lại đun đẩy cho người này người khác nuôi. Rồi cuối cùng đấy, người cuối cùng nuôi đấy là ông Vũ Kỳ, là thư ký riêng của ông. Thành thế ra suốt đời mất mẹ, cha ruột của mình, không có một cái sự quan tâm nào cả. Thì tôi thấy rất là đau đớn cho anh Nguyễn Tất Trung. Bây giờ thì anh cũng đã lớn rồi. Mà cái điều đó là một cái điều thật đáng buồn, là một cái sự nhẫn tâm của người bố đối với con đẻ của mình. Và cũng nói thêm, nếu mà ông Hồ Chí Minh có một cái thái độ thân yêu sau này đối với bà Nông Thị Xuân, thì chưa chắc Trần Quốc Hoàng đã có dám làm những cái hành động lão xược trắng trợn như vậy đối với cái người vợ, dù là không chính thức, của lãnh tụ Đảng, của chủ tịch nước. Nhưng có lẽ khi mà bà Nông Thị Xuân cho ra đời đứa con, thì cái sự gắn bó của ông Hồ đối với bà không còn như trước nữa. Thì Trần Quốc Hoàng mới có thể dám làm những cái hành động tàn bạo, thô bỉ đến như vậy. Cho nên ở đây tôi vừa thương cho Nguyễn Tất Trung, vừa hết sức đau xót cho bà Nông Thị Xuân, cho cô em Nông Thị Vàng, và cho những cái người mà đã bị chết oan trong cái vụ này. Dạ thưa ông, thế theo ông thì tại sao Hồ Chí Minh lại có thể trắng trợn tự đề cao mình đến tột cùng bằng cách là đã dùng cái bút danh Trần Dân Tiên để tự viết ra quyển sách Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch ạ, thưa ông? Trong lịch sử phong trào Cộng sản thế giới, hiếm có một cái người lãnh tụ mà tự đề cao mình một cách trắng trợn như ông Hồ Chí Minh. Tôi xin nhắc lại là trong phong trào Cộng sản quốc tế, hiếm có một ông lãnh tụ nào giống như ông Hồ Chí Minh tự mình ngồi viết sách đề cao tụng mình. Ngay như ông Stalin là một cái ông mà lãnh tụ ghê gớm nhất, thì cũng không từ tay mình viết tiểu sử của mình, mà là lập một cái ban, tất nhiên do ông lập, chỉ định những cái người ngồi để viết tiểu sử cho ông, rồi ông xem lại, hiểu đính, sửa chữa, nhuần sắc. Nhưng dù sao nữa cũng không phải là của ông viết. Đằng này, chính từ tay ông Hồ Chí Minh ngồi để viết, và lại dùng một cái tên người khác gọi là nhà báo Trần Dân Tiên, rồi in sách ra bằng tiếng Việt. Và cùng năm 1948 thì chính ông cho dịch ra tiếng Anh, đưa đến Rangoon, thủ đô của Miến Điện hồi bây giờ, để in và xuất bản. Và đặc biệt là trong cái cuốn sách đó, là ta thấy ngay từ đầu có những cái lời lẽ dối trá như thế này. Trong lúc chính tay ông viết thì ông lại viết dưới ngòn bút của Trần Dân Tiên như thế này: nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng mãi đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thể của mình, không muốn nhắc lại, nhưng mà tính tay ông là viết. Hay một đoạn khác: tôi nói rõ mục đích
của tôi. Chủ tịch chú ý nghe. Sau khi nghe xong, người cười và đáp: Tiểu sử, đây là một ý kiến hay, nhưng hiện nay có nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau 80 năm nô lệ, nước ta bị tàn phá. Bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kiếp kia đã. Còn tiểu sử của tôi, ba chấm, thông thả sẽ nói đến. Thế rồi, kết luận, một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy, và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của người được. Tôi đọc một đoạn để ta thấy cái sự giả dối nó đến mức như thế nào. Hay một đoạn khác là khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người thiếu niên 15 tuổi, thì cái cậu bé 15 tuổi đấy thì đã có đủ trí tuệ để phê phán cụ Phan Đình Phùng, cụ Hoàng Hoa Thám, cụ Phan Châu Trinh, cụ Phan Bội Châu. Thì nghe là cũng trưởng kỳ vô cùng. Và nhất là cái đoạn này nữa: và nhân dân Việt Nam muôn người như một nghe theo lời Hồ Chủ tịch, vì họ hoàn toàn tin tưởng Hồ Chủ tịch, họ hoàn toàn kính yêu Hồ Chủ tịch. Không có gì so sánh được lòng dân Việt Nam kính mến, tin tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhiều nhà báo, nhiều người bạn ngoại quốc rất là làm ngạc nhiên trước lòng kính yêu của nhân dân Việt Nam đối với vị cha già Hồ Chí Minh. Nhưng đối với chúng ta, người Việt Nam thì rất dễ. Còn nhiều, rất nhiều những cái hạt ngọc châu báu khác nữa trong cái cuốn sách của ông Hồ Chí Minh, ký tên là Trần Dân Tiên. Câu hỏi của cô là tại sao Hồ Chí Minh có thể trắng trợn từ đề cao mình như vậy? Thì muốn trả lời cô thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề về tâm lý học. Trong tâm lý học, người ta có nói đến những con người có đầu óc lạnh tù, chỉ thích làm boss, và những người đó có cái thói tự tôn vinh mình ngay từ lúc còn trẻ. Có thể nói một vài cái việc để chúng ta thấy, chẳng hạn như cái bút danh Nguyễn Ái Quốc mà ông tự nhận là của mình. Thì thực ra đấy, nếu mình nhìn vào lịch sử, thì hồi những năm 18-19, thì cái nhóm các cụ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, và lúc bây giờ đấy, ông Hồ mới sang cũng được nhập vào, thì thường khi mà viết những cái bài nói về tình hình Việt Nam, cái yêu sách của Việt Nam, thì đều ký một cái tên chung là Nguyễn Ái Quốc hay Nguyễn Le Patriot. Vì họ Nguyễn là một cái họ phổ biến, Ái Quốc hay là Le Patriot là một cái tên chung của tất cả. Khi mà cụ Phan Chu Trinh đề xuất ý kiến là một bản thỉnh nguyện thư 8 điều để đề trình cho hội nghị hòa bình Versailles hồi 1919 vào ngày 16 tháng 6, thì cụ bàn với ông Phan Văn Trường là người biết tiếng Pháp rất giỏi. Hồ Chí Minh chính ngay trong cuốn của Trần Dân Tiên ấy, thì cũng nói thời đó ông Hồ Chí Minh ấy, tiếng Pháp đang còn yếu lắm. Thì chính ông Phan Văn Trường là cái người viết cái bản thỉnh nguyện thư 8 điểm đó bằng tiếng Pháp. Có thể lúc bây giờ ông Nguyễn Tất Thành, tức là ông Hồ Chí Minh, có góp ý kiến dưới cái bản đó ký tên là Nguyễn Ái Quốc. Vào năm 1919, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, thì ông cũng lấy cái tên Nguyễn Ái Quốc. Tức là cái tên Nguyễn Ái Quốc này là ông bề từ cái Nguyễn Ái Quốc tập thể của một cái nhóm người tập thể sang trở thành của cá nhân ông. Và cho tới giữa năm 1921, thì khi mà ông Nguyễn Tất Thành,
tức là ông Hồ Chí Minh ấy, biểu quyết gia nhập Đảng Cộng sản, thì ông cũng lấy luôn cái tên Nguyễn Ái Quốc. Tức là ta thấy rằng một cái ý đồ của ông ấy, ngay từ đầu, ngay từ trẻ là có cái ý đồ như vậy. Và như chúng ta cũng biết là hồi năm 1921 khi mà ông biểu quyết gia nhập Quốc tế Cộng sản thì trong cái nhóm ba người đó đấy là có mâu thuẫn, có tranh luận gây to tiếng, đến nỗi ngày 14 tháng 7 năm 1921 thì ông Nguyễn Tất Thành, tức là ông Hồ Chí Minh ấy, rời khỏi cái ngôi nhà đó, ngôi nhà số 6 ở Gobelin ở Paris, tức là không còn tiếp xúc với cụ Phan Chu Trinh và ông Phan Văn Trường nữa. Một cái ví dụ thứ hai là trong kháng chiến, tôi không nhớ năm, nhưng mà báo Nhân Dân có đăng một cái bài thơ của ông Hồ Chí Minh, nhan đề là đến thăm đền Kiếp Bạc. Thì tôi muốn đọc lại nguyên văn cái bài thơ này, có thể bây giờ mọi người nhớ một cách hơi khác nhau, nhưng mà đại thể là như thế này. Bác anh hùng, tức là đây là nói với Trần Hưng Đạo Đại Vương, vì đền Kiếp Bạc là đền thờ Đức Trần Hưng Đạo. Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng, cùng bậc mày râu, cùng kiếm cung. Bác đuổi quân Nguyên, vung kiếm bạc, tôi trừ giặc Pháp, phất cờ hồng. Bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dắt năm châu đến Đại Đồng. Bác có linh thiêng cười một tiếng, mừng tôi cách mạng sớm thành công. Tôi muốn đọc lại cái bài thơ đó để ta thấy rằng tinh thần, tôi không biết dùng cái chữ nào khác hơn, kiêu ngạo, ngạo mạn nó đến cái mức nào. Khi mà cái bài thơ này được đăng lên báo thì cũng nhiều người khen hay, nhiều người bảo là khẩu khí của bậc anh hùng thật, nhưng mà cũng không ít người không hài lòng vì cho rằng không có một cái sự khiêm tốn cần thiết đối với đại anh hùng cứu quốc thật sự của dân tộc, đó là Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương. Một cái lời lẽ bác tôi, một cái sự so sánh, bác đuổi quân Nguyên, tôi trừ giặc Pháp, bác đưa một nước qua khỏi vòng nô lệ, nhưng mà còn tôi thì dắt năm châu đến Đại Đồng. Ở đây thì ông lại là một con muốn tranh quyền của ông Lenin và ông Stalin. Đây là một cái não trạng của cái người thích làm lãnh tụ. Cho nên ta thấy rằng cái đó không có cái gì là đáng lạ cả. Trong lúc ông Hồ Chí Minh mới đầu chưa được ai biết đến thì ông cần phải tuyên truyền cho ông, tuyên truyền. Rồi sau này khi mà cái bộ máy tuyên truyền của Đảng nó đã đi vào nếp rồi, từ cái đứa bé lọt lòng ra vào lớp mẫu giáo, đã được học những cái bài hát về Hồ Chí Minh, yêu Hồ Chí Minh, ai yêu Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng, vân vân. Rồi thì từ lớp 1, lớp 2 cho đến đại học, học đi học lại cũng là Hồ Chí Minh của mình, vân vân. Thì sau này khi mà cái bộ máy tuyên truyền nó đã đi sâu rồi, nó đã theo dệt không biết bao nhiêu huyền thoại rồi, thì cái sự cần thiết ông cũng, tất nhiên ông cũng còn viết, cần viết nữa. Nhưng mà những cuốn sách đầu tiên của ông mà ký tên Trần Dân Tiên hay là Tê Lan đấy, vừa đi vừa nói chuyện, cũng là một cuốn sách thứ hai của ông nữa, viết về ông đấy, thì là không còn cần thiết nữa. Thì đã có bao nhiêu bồi bút viết thay cho ông rồi, đã có bao nhiêu nhà gọi là sự học nhai nhảy đã viết thay cho ông rồi. Trong điều 4 Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 1980 do Đảng Cộng sản Việt Nam soạn thảo có ghi rõ:
Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong vào bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác Lê, là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhưng trong Hiến pháp năm 1992, điều 4 này lại được ghi thành: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tức là chính yếu đã thêm vào một câu tư tưởng Hồ Chí Minh ở trong điều 4 Hiến pháp năm 1992. Vậy xin ông cho biết là theo ông thì tư tưởng Hồ Chí Minh là bao gồm những vấn đề gì ạ? Và tại sao vào năm 92 thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại thêm cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh này vào điều 4 của Hiến pháp thưa ông? Câu hỏi này thì tôi muốn nói trước hết điều 4 của Hiến pháp. Thực ra cái điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một cái bản sao điều 6 của Hiến pháp Liên Xô mà thôi. Một bản copy gần như nguyên văn. Vì thế tôi muốn nói vì sao dưới thời Brezhnev người ta lại thêm vào bản Hiến pháp của Liên Xô cái điều 6 đó. Nên nhớ rằng dưới thời của Brezhnev, uy tín của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày một sa sút. Sa sút là do tình hình kinh tế và chính trị của nước Nga hồi bấy giờ. Kinh tế của Nga ngày càng sa sút. Người ta gọi cái thời kỳ đó là cái thời kỳ trì trệ, công nghiệp đình đốn, nông nghiệp thì là gần như bại hoại. Bao hai cái chương trình gọi là chương trình lương thực của Đảng Cộng sản Liên Xô dưới thời Brezhnev không đem lại một cái kết quả gì. Sự thiếu thốn ở trong dân ngày càng rõ rệt. Tình trạng đó đưa đến một cái ảnh hưởng chính trị của Đảng Cộng sản đối với người dân nó sa sút. Tình hình xã hội càng thêm rắc rối. Trong tình hình đó thì Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô thấy cần thiết phải đưa vào hiến pháp của mình một cái điều 6 để bắt buộc về mặt pháp luật củng cố duy trì cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Tôi muốn nói một cách hình ảnh, khi con người đã đến lúc già cỗi, chân tay run rẩy, đi đứng khó khăn, không còn một cái nội lực thực tế nữa, thì người già đấy phải có một chiếc gậy để chống. Đảng Cộng sản Liên Xô thời kỳ bấy giờ nó không còn cái nội lực thực tế nữa, không còn một cái uy tín như xưa nữa, cho nên cần có điều 6 làm chiếc gậy để chống đỡ cho mình. Đó là một cái thực tế. Còn ở Việt Nam, thời kỳ năm 1980, dưới thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn, và thời kỳ ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ thống trị đất nước, thì chắc có lẽ là chúng ta còn nhớ, sau khi gọi là giải phóng miền Nam, người ta có một cái kiêu ngạo tưởng rằng là xây dựng chủ nghĩa xã hội đến nơi rồi, thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong tầm tay rồi, đổi ngay tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà tình hình kinh tế ngày càng sa sút, dân tình ngày càng bất mãn, cái sự thiếu đói ngày càng lớn lên, uy tín của Đảng Cộng sản không còn như trước nữa. Cho nên, cũng giống như bên Liên Xô, khi mà người ta cảm thấy cái nội lực không còn nữa, thì người ta phải cầm đến chiếc gậy. Mà chiếc gậy đó chính là điều 4 của Hiến pháp.
nhờ chiếc gậy đó dựa vào pháp luật để mà duy trì cái quyền lãnh đạo của Đảng. Thế bây giờ nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh, tại sao trong cái điều 4 Hiến pháp năm 1980 thì chỉ nói đến Đảng Cộng sản là đội tiên phong, là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Đảng và nhà nước và xã hội. Thế thì đến năm 92 thì ngoài cái câu đó lại thêm và tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo xã hội và đất nước. Cái điều này rất là dễ hiểu. Năm 1989, một loạt nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ, kéo theo cái sự sụp đổ của Mông Cổ. Cái điều đó chứng tỏ rằng chủ nghĩa Mác Lênin không còn sức sống. Vì rằng từ trước đến nay coi Liên Xô là thành trì của cách mạng Cộng sản, coi các nước xã hội chủ nghĩa và phe gọi là phe xã hội chủ nghĩa là một cái lực lượng bất khả chiến thắng, một lực lượng bất chiến bất thắng, không ai có thể thắng nổi cái phe đấy. Nhưng mà bỗng nhiên nó sụp đổ. Nó sụp đổ chứng tỏ rằng cái chủ nghĩa Mác Lênin không thích dùng với thực tế nữa. Khác về trước, đầu thế kỷ 20 là người dân trên thế giới người ta ngưỡng mộ chủ nghĩa Mác Lênin. Bây giờ cuối thế kỷ 20 thì người dân không còn ngưỡng mộ nữa, quay lưng. Thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại thì phải nghĩ đến cái việc gì? Nên nhớ rằng hồi năm 1951, lúc Đại hội 2 Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là cái đại hội đó thành lập Đảng Lao động Việt Nam, thì Đảng Lao động Việt Nam hồi bấy giờ ghi trong điều lệ của mình, Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác, Engel, Lenin, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam cho hành động. Hồi bấy giờ chúng tôi ở cái hội nghị mà như tôi đã nói năm 1950 là để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Lao động Việt Nam, thì có nhiều anh em đề nghị nếu mà đã ghi tư tưởng Mao Trạch Đông vào trong điều lệ rồi thì ghi luôn cả tư tưởng Hồ Chí Minh nữa, sao lại không ghi? Thì chính tôi được nghe chính tai mình ở hội nghị cán bộ đó chuẩn bị cho đại hội là ông Hồ Chí Minh nói bác không có tư tưởng riêng, bác chỉ theo chủ nghĩa Mác Lênin, bác là người thực hành. Cái điều này đó, thì cũng đúng như là ông Nguyễn Văn Trấn viết trong cuốn sách Viết cho mẹ và Quốc hội. Ông cũng kể lại năm 1951 ông đi dự đại hội hai Đảng Cộng sản Đông Dương. Khi thảo luận thì ông cũng biết là nhiều người đề nghị nên thêm tư tưởng Hồ Chí Minh vào nữa. Nhưng mà ông Hồ Chí Minh cũng nói ngay tại đại hội đấy, và ông Nguyễn Văn Trấn có nghe rõ và ghi vào trong sách là bác không có tư tưởng riêng, bác chỉ theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông, bác chỉ là người hành động. Và tôi còn nhớ hồi bấy giờ ở cái cuộc hội nghị cán bộ mà tôi có tham dự thì có hỏi sao bác không viết lý luận, ông Hồ trả lời bác không viết là vì lý luận đã có Mác Lênin và Mao Trạch Đông viết rồi. Thì chính là ông Hồ cũng thừa nhận như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta đưa ra một cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, đây cũng là một cái huyền thoại nữa thôi, cũng như mua nghìn cái huyền thoại khác. Rồi người ta tô vẽ thêm, chẳng hạn như trong đại hội thứ 9 là ngày 2001 thì người ta phải giải thích cái tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào. Thì người ta giải thích như thế này: tư tưởng Hồ Chí Minh
là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Nghĩa là một cái lối tung hỏa mù, không ai hiểu gì hết cả. Sợ gì phải thêm cái tư tưởng Hồ Chí Minh, là vì không thôi thì là Đảng Cộng sản Việt Nam bị hụt thần, mất cái Mác Lênin rồi. Cái Mác Lênin bây giờ không còn này nữa, thì ít nhất cũng phải có bìa ra một cái gì để mà dựa. Thì đấy là ý nghĩa mà những người cộng sản, những người trong bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đưa vào và cố bám lấy. Thực ra đó cũng là một cái huyền thoại nối tiếp mà thôi. Thưa ông, cuộc cải cách ruộng đất đã gây ra rất là nhiều thiệt hại cho dân chúng miền Bắc. Xin ông cho biết cho chi tiết về vấn đề này ạ. Cuộc cải cách ruộng đất được tiến hành ở miền Bắc Việt Nam, tức là lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từ năm 1953 đến năm 1956. Cuộc cải cách ruộng đất đó bao gồm trên một cái diện rộng lớn là 3.563 xã với dân số trên 10 triệu người. Và chúng ta nên nhớ rằng hồi bấy giờ dân số của miền Bắc Việt Nam là 16 triệu người. Nhưng người Cộng sản nói rằng họ làm cải cách ruộng đất để đem lại ruộng đất cho nông dân, cải thiện đời sống của nông dân lao động. Nhưng mà kỳ thật, cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam đã đánh một cái đòn rất mạnh vào nông dân. Cái thiệt hại lớn nhất của nông thôn Việt Nam hồi bấy giờ là người nông dân hiền lành, đang làm ăn bình yên, họ đóng góp nhiều công sức lao động cho quân đội, cho cuộc kháng chiến. Thế mà bỗng dưng đổi cải cách ruộng đất về, gây ra một phong trào tổ hộ, đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa, theo quyết định của Trung ương, mà Ủy ban cải cách ruộng đất đã đề ra là phải kiếm cho đủ số địa chủ trong nhân dân với cái tỷ lệ là 5% địa chủ, tức là 100 người dân có 5 địa chủ. Thì các bạn có thể tưởng tượng xem, trên 10 triệu người trong cái diện cải cách ruộng đất thì phải có 5% địa chủ, tức là phải có nửa triệu người bị quy là địa chủ. Mà chúng ta biết hoàn cảnh ruộng đất của miền Bắc, nhất là nhiều vùng ruộng công là chủ yếu, cho nên khó mà kiếm được địa chủ, số địa chủ cần thiết để đấu tố. Thế nhưng mà do sức ép của trên thì các đội cũng phải tiến hành làm thế nào cho đủ số địa chủ. Chính vì vậy cái diện người bị kích lên làm địa chủ khá nhiều, trong đó có những trung nông, trong đó có những phú nông, và thậm chí trong đó có những người bần nông ít ruộng cũng bị kích lên. Hơn nữa, cái cuộc cải cách ruộng đất lại kèm theo cái việc chỉnh đốn tổ chức, cho nên các tổ chức đảng, các đoàn thể trước đây đã từng tham gia kháng chiến, đã từng góp phần xương máu của mình vào cuộc đấu tranh chung, thì bây giờ bị gạt ra ngoài và người ta thành lập tổ chức mới. Và những cuộc đấu tố đó phải tìm cho ra được gián điệp, tìm cho ra được kẻ địch. Ngoài vụ án cải cách ruộng đất hồi những năm 50 ở miền Bắc Việt Nam, còn diễn ra một cái vụ án cũng hết sức nghiêm trọng, đó là vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Vậy ông đánh giá thế nào về trách nhiệm của ông Hồ Chí Minh trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm ạ? Theo tôi đấy, thì trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, ông Hồ Chí Minh có trách nhiệm, nhưng mà không phải là trách nhiệm trực tiếp, phải nói cho khách quan như vậy.
mà trách nhiệm trực tiếp chính là ông Trường Chinh. Lúc bây giờ ông Trường Chinh không còn là tổng bí thư nữa vì sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất. Người ta đưa ông ra khỏi cương vị tổng bí thư, mà ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ là kiêm nhiệm tổng bí thư. Ông Lê Duẩn là ủy viên thường trực của ban bí thư. Nhưng mà cái người gây ra tội ác lớn nhất ông Tố Hữu là cái người gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho giới trí thức. Ông là cái người gây ra không biết bao nhiêu cái sai lầm, không những trong văn học nghệ thuật mà cả trong giáo dục. Nhưng mà ông Hồ Chí Minh vì không quán xuyến hết cho nên ông có trách nhiệm trong cái phần ông là tổng bí thư, ông là chủ tịch nước, ông là chủ tịch đảng mà ông để xảy ra cái vụ gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho các nhà văn, cho các nhà giáo, và nó làm cho cái nền văn học nghệ thuật của Việt Nam nó thôi chột đi hàng 30 năm trời. Bao nhiêu là văn nghệ sĩ có tài hoa bị treo bút, bị đàn áp trong 30 thập niên trời. Sau này thì lúc mà đảng nghĩ lại thì người ta đã già, tài năng đã kiệt quệ, nhiều người không còn sống được nữa. Tiếp theo, vụ án nhân văn giai phẩm ở miền Bắc Việt Nam còn diễn ra một vụ án rất lớn nữa, đó là vụ thanh trừng nội bộ xét lại chống đảng. Vậy xin ông cho biết ý kiến của ông về trách nhiệm của ông Hồ Chí Minh trong vụ án này ạ. Về cái vụ án xét lại chống đảng, đây cũng là một cái vụ án mà gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho cán bộ đảng viên của đảng. Biết bao nhiêu cán bộ đảng viên của đảng, những người ưu tú, những người tiên tiến nhất, những người có cái tầm nhìn xa hơn những người khác, những người có đầu óc sáng tạo thì bị quy kết, bị chụp mũ là xét lại là chống đảng và bị tống vào nhà tù. Thì trong cái vụ án này biết bao nhiêu người là cán bộ cao cấp mà ông Hồ Chí Minh biết rất rõ, chẳng hạn như ông Đặng Kim Giang là người tham gia cách mạng rất lâu trước ngày khởi nghĩa, bị tù ở Sơn La từ năm 39 đến năm 41, rồi làm phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần, là cái người mà góp phần đắc lực nhất vào cái chiến thắng Điện Biên Phủ. Về sau ông làm thứ trưởng Bộ Nông trường. Người thứ hai mà ông Hồ Chí Minh biết rất rõ là ông Vũ Đình Huynh, là một nhà cách mạng lão thành, thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng, đồng chí hội vào đảng từ năm 1930, nhiều lần ngồi tù ở Hỏa Lò ở Sơn La, làm bí thư cho ông Hồ Chí Minh khi ông làm chủ tịch nước, và đồng thời ông là vụ trưởng vụ lễ tân Bộ Ngoại giao. Thế mà ông Vũ Đình Huynh bị bắt, lẽ nào ông Hồ Chí Minh lại không biết? Ông Hoàng Minh Chính là người tham gia cách mạng từ năm 1937, cũng là một cái người mà có công đối với Đảng Cộng sản. Thế mà ông cũng bị bắt, bị tù, mà ông Hồ Chí Minh lẽ nào lại không biết? Hay là ông Phạm Kỳ Vân là một người vào Đảng lúc Đảng mới thành lập, bị tù nhiều lần, đã vượt ngục Hỏa Lò trước từng là sứ ủy Bắc Kỳ, làm phó tổng biên tập tạp chí Học Tập là cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, bị bắt rồi cho ra tù một ngày thì chết, để khỏi phải chết ở trong tù. Đại tá cục trưởng cục tác chiến Đỗ Đức Kiên, đại tá cục trưởng cục quân báo Lê Trọng Nghĩa, đại tá chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Lê Minh Nghĩa, giám đốc nhà xuất bản Sự Thật Minh Trân, biết bao nhiêu là cán bộ cao cấp, trung cấp của Đảng. Thế nhưng mà ông không có một cái lời nào để mà binh vực. Ít nhất là cho ông Vũ Đình Huynh là cái người thân cận nhất của ông, ít nhất là
ông Đặng Kim Giang, ít nhất là ông Lê Liêm. Lê Liêm tức là cũng là một vị tướng phụ trách về chính trị, chính ủy và là một trong những người có công ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì phải nói rằng cái trách nhiệm của ông Hồ là một cái trách nhiệm cũng khá nặng nề. Tuy nhiên phải nói rằng cái vụ án xét lại trong đảng, trách nhiệm trực tiếp chính là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Hai cái người này họ lợi dụng cái vụ án này, gây ra cái vụ án này để mà trừng trị những cái người đối lập không đồng ý kiến với họ. Nhưng mà dù vậy, ông Hồ Chí Minh vẫn phải chịu trách nhiệm.